Ừ bò nè. Đu con bò nè. Nè bò đó. Thành công không anh? Đó bị đó. Anh thành công không anh? À, một ly đây là như là nó tới 20.000 sao anh? Ngon. Ngon hả? Ngon thôi, đem cắt đi. Bé đem cắt, bé. Đem mà hắn là luôn. Dục luôn. Mấy coi dính cái đúng không nè, cái gì đụng cái dục rồi. Chào tất cả anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại với clip theo của mình. Và clip này mình không làm chôn, không làm thật. Làm chôn không chào. Không làm thật không. Nói chung là hôm nay là làm nước uống nha, đèn đòn nên nó vậy á. Thì clip này đây, ở đây. Nói vậy con nghe rõ nè. Và clip này là anh em mình sẽ làm món. Ồ mình sửa chứ đem vô. Anh Ly chạy lên lấy sữa đi. Anh Ly vô rồi mà. Chưa. Rồi. Không, sửa đâu. Clip này mình sẽ làm cà phê bột biển anh em. Không, sửa đâu. À đây, đây, đây. Cái này dở mà. Đây. Trước mặt mình đang là sữa anh em. Đó, sữa tươi. Đó. Quay đủ người luôn. Đủ hả? Trước mặt mình đang là cà phê anh em. Cà phê, còn đây là sữa tươi. Cái này là Ly. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cà phê bọt biển nha anh em, coi cách làm với lại là nó ngon không nha anh em. Rồi anh em theo chân mình nha. Thì đây anh em. Đây, ủa sao đá không lấy cục to, con lấy cục không bị vậy. Đây, giờ mình sẽ tiến hành đổ cà phê vô anh em. Mình cho 4 gói nha, 4 gói. Lì xong làm việc của anh đi, vô anh chị làm bạn dạ rồi thôi mà không vô đi ngồi chơi luôn, đừng có đứng ở đó này đúng đó vậy, không mang đồ cho ba mẹ để sợ đó. Để quay gần mấy xí này. Đây. Đây bây giờ đổ vô đây. Đó, bao nhiêu gói rồi? Bao gói đó hả? Rồi. Chết cha rồi, thiếu. Cái thiếu gì không? Thiếu thiếu nước sôi. Rồi bây giờ bé vô lấy một miếng nước sôi đi. Giờ tiến hành đổ vô này. Đổ vừa nha em. Rồi, từ đầu coi. Để coi thử coi. Rồi, nhiêu hàng chắc được rồi á. Rồi á. Để nước sôi lạnh được kia đây. Đây. Giờ là đánh. Thiếu đường, đường đâu rồi? Đây, bỏ đường vô ta. Ừ. Rồi mở ra. Không, đây, đây đổ cho. Một muỗng này là vừa coi. Đây. Thật thiếu nữa. Đó, ok. Rồi bây giờ là tiến hành đánh nha anh em. Đánh thôi, lấy cái này mình đánh trước đi. Kèo xuống. Mày dở biết. Tự nhiên mình hắt gì xuống nè, đó. Đó, giờ dường cho con bé chức vụ là đánh. Đánh cái nào mà nó ra bọt thôi nha anh em. Mình quay cho con em làm. Đánh gãy tay. Đánh cái này mà kiểu bọt mà nên kiểu nó đặc quyệt mà nó ra bọt hả? À là được. Dễ, người ta làm hết rồi. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
làm cà phê này là kiên trì anh em. Người chắc quất nửa tiếng hồ á. Lỡ đổ bộ độ nhiều nước quá sao á. Đây. Hả? Đường rồi. Sau thời gian thì thanh bột rồi nha anh em. Đó. Ủa, đánh mỏi cái tay luôn. Mỏi thiệt anh. Mỏi lắm. Tôi không biết đánh cái nào xong nè. Đây là cà phê bột biển mà mấy bạn hay nói nè. 500 năm sau. Không phải đánh như đánh bột kìa. Mới làm gì không? Đúng rồi. Đó hả? Làm cà phê vậy lên không? Rồi nè. Cà phê bột biển á. Mày có men cho tớ vậy? Đi mình đi dai vậy? Hơi chạy lên phố. Hút thử. Chúng thằng hút đù mẹ thách hút không hết một miếng á. Dám không? Mày hút miếng xong ở đâu là đù mẹ nước thấy mẹ luôn. Có lẽ có quay không? Đúng rồi. Quay thì ngồi đi. Đúng gì vậy? Đấy là quay thì ngồi đi. Chứ đứng làm gì? Chứ tắm người giữa ồn. Để đi vô nhà nghỉ tắm đi. Nhà nghỉ nó mở cho tắm. Đợi tí chứ bà già đang tắm rồi xong rồi. Bác già thì được không? Bác ai? Lên. Bác theo già thì không? Bác xong để trùm bồ nha. Rồi lấy cái máy khoan nó xong gắn cái thìa vô máy. Lấy đây. Ồ má ngồi đánh đi. Ồ má đánh cho một chút coi mỏi vải nồi. Đánh chưa? Đó cái đánh một vòng rồi đó. Đừng có đổi vòng. Đó, đánh cho 6 giờ tối chưa bọt nó là nghiện mày. Đánh mỏi luôn rồi. Mỏi mỗi một đời luôn rồi. Ông Ly về lấy máy xăm lên đây đánh. Mày đánh chứ. Về lấy máy. Mày đánh mực hả? Ờ, mày đánh mực á. Mày đánh mực á. Anh gắn cái mặt mũi cái quen ra nữa đánh trong mà anh để đặt đây sao nó lên hả, để đặt đây sao nó lên bọt bọt nó đâu phải là bọt nhỏ đâu, bọt nó bọt dẻo mà lòng ta đánh rồi sáu tối chúng ta sấy anh em à. Anh em bây giờ chơi cái trò cái này nè, cái chân ấp xuống phát cái nha. Dạ. Có chút xí không? Cũng nhỏ vậy không? Chú giờ nó dìm nhiều luôn nè. Đó. Đó vậy. Cho vô cái ly nè. Có cái điếu thuốc. Anh em. Chơi giờ trò nhanh. Thôi đụng nước này bèn giờ. Chờ không được. Nó chỉ cắt lỗ thôi. Em gà đi. Chứ là cái gì nóng quá anh em, mới gọi cái đầu xong cho mén đây đồ mũ dắt nữa cho nó thấy không? Nóng quá anh em, ngồi nhà nóng quá anh em, nóng quá, một thằng đi đường mà nóng quá anh em, đi đường nó mới mát chứ ghê mát đó. Mai nhìn lên xung quanh nữa anh nghĩ cái đó đi trong ngựa út rồi hả, cái đó trong ngựa út rồi có ói nữa không dụ ói lắm. Hôm nay mình hướng dẫn anh em hút thuốc ói nha em, thuốc ngựa có hút thuốc ói. Anh biết chỗ ít, anh em biết chỗ nào không? Có hút hơn là tại vì có hút cái tiền nữa. Nghĩ sao cái này là bằng ba gói ó gộp lại đó, này gọi là ba điếu thuốc gộp lại, như là nó kiểu nó nặng hơn, nó say hơn nha anh em. Ba điếu nó gộp lại một điếu mà đúng không? Cái điếu này cất mẹ luôn, nó ngậm mũi xíu thọc vô múc luôn. Rồi, nha rồi đưa mình đây để em lấy cái này múc cho anh liền. Anh em bây giờ nó dịu vậy nè anh em. Chưa được. Thôi, dài chắc được rồi. Chưa. Nó phải đặc quyêu quyêu quyêu. Không được, ai hướng dẫn nó ba cái trò vậy? Má là cái trò này thấy đơn giản không? Nhưng mà quá trình đánh, đánh như đánh bồ không? Đúng á. Giờ em xảy nữa. Mày đi nghe rồi đấy. Toàn tôi bắt phần xịt luôn á. 1, 2, 3, 4. Nó bay á. Trời bay. Về bay á. Lòng cũng có bay á. Đánh thời gian thì được như vậy nè anh em. Nó đây là bọt rồi chứ còn bọt nữa chắc đánh tới 5 giờ sáng mai chắc chưa ra bọt đâu. Đánh bằng cà phê đó là cà phê sữa mà cà phê sữa nét hay sao á. Giờ mình đổ sữa vô.
Thôi chắc con bay sữa cũng được rồi, chắc hôm nãy mình mua nhiều quá. Ai giờ đổ bọc biển nha anh em. Đau quá, nhìn mấy ngày nay đi đường này. Trời ơi. Đen, trắng, đau quá. Bóc dùng cái muỗng cái hòn. Tường nó béo. Này coi nè. Muỗng không? Đó, cái bầy muỗng đó. Yếu gì vậy? Cái muỗng kia này nó múc rồi, nó múc sạch luôn rồi. Hòn nó dơ lắm, hòn dạy như vậy cho nó dơ lắm. Đây bọt cho ba. Đây là bọt rồi. Bọt người ta thường làm bọt này nè. À, bọt là thường người ta làm bọt biển là bọt này. Bọt kia không biết đánh khi nào xong á. Cái này là bọt. Cái này là bọt á. Á đụng. Cái này là bọt đặc á. Đây là một ly bọt. Đây là người ta gọi là bọt biển đúng không? Là, không mà giống như là cái sữa tươi trân châu đường đen ha, nhìn như chảo lòng ăn không, ăn chảo lòng không. Đây đây là kiệt tác của ba nhỏ không, đánh nãy giờ 2 tiếng hồ đó, 2 tiếng hồ mà nó ra được như này nè. Bây giờ bé thưởng thức rồi bé, uống không? Dưới là cái gì, sữa hả? Dưới là sữa sao nó không xuống chúng chơi để vậy nó mới đẹp chứ. Vi rượu rồi. Ừ, để vậy nó mới đẹp chứ. thử đi coi. Chu trời nó béo. Trời nó béo mà nó ngọt rồi. Tôi để mình đánh nó thử. Trời nhìn như uống cháo heo anh. Không mà chắc ngon lắm anh em. Chụp đầy quần cái áo nó đủ và đang review mà ông chú đây quần để éo phải không? Đang review mà có review không? Review ra. Đây. Tát. Cái này giống cà phê sữa á. Giống cái keo á. Khỏi quá xe chở ra đi. Hải, quay xe. Ông hò vô đây là hò, quay xe. Chở về. Chở hò về. Chở về mẹ đi. Ta chú cho đuổi bay. Đứng đây bình luận viên hả? Đây, để uống thử miếng thử. Thử thách uống hết hả? Ngon, nhưng mà hơi béo, uống thử không? Nè em tính uống thử đi. Ủa, ai thèm, mày có đồ ai thèm. Mày dính corona. Uống luôn nha, uống trong phút luôn nha. Ngon. Thì béo gì vậy? Ngon đúng không? Nó khác gì cà phê nó khác gì cà phê sữa. Cà phê lắc đó. Thì nó bọc biển chủ yếu nó đặc sắc, nó có bọc biển kiểu nó giống như người ta hay nói thôi chứ đâu có gì đâu làm màu đâu. Thôi cái này thường người ta gọi là bọc biển, người ta làm màu anh em, làm màu thôi. như bình thường cái bọc biển đừng có dạy chứ đâu mà điều ra nó béo. Thôi pha thêm tí sữa rồi cho nó béo. Đó chụp như là uống sữa Milo. Uống không? Nói tạp nham thì đúng đứa gì uống hết em. Đang gọi tạp nham biết không? Được nhặt heo đấy. Chú chạy như cà phê sữa luôn. Anh uống cái này đi, xong anh uống sữa này. Mất cảm giác luôn. Uống đi. Cái này nó ngọt lắm mà. Uống đi. Rồi. Uống đi đã. Uống mới uống xong nè. Nữa, uống nữa. Cái này bình thường rồi. Này uống này mất cảm giác luôn. Đồ uống nước lã luôn đó. Trời ơi, nước thẻ. Nó mới nghe mùi sữa thôi chứ còn nó không ngọt. Thôi cà phê bọc biển đây. Đây là cà phê bọc biển anh em. Thì clip của mình tới đây thôi. Anh em thấy hay. Thấy hay hay thấy dở gì cũng like và share ủng hộ mình nha. Anh em có ý tưởng thêm bình luận dưới để bên đây nhiều clip hay hơn nha anh em. Bye anh em. Đây là cà phê bọc biển á.